ngôi nhà gỗ của gia đình anh Tôn Thất Đính, xã Mỹ Hòa Hưng, thành phố Long Xuyên. Trước đây chỉ sử dụng với một mục đích để ở. Thế nhưng 4 năm trở lại đây, ngôi nhà này còn là nơi để đón các đoàn khách du lịch trong và ngoài nước đến tham quan, trải nghiệm. Nhận thấy lợi ích lớn từ hoạt động du lịch, ngay khi Hội Nông dân tỉnh An Giang tổ chức xây dựng mô hình du lịch nông nghiệp, gia đình anh Đính đã đăng ký tham gia và triển khai theo sự tư vấn của Trung tâm Du lịch Nông nghiệp An Giang. Với cơ sở vật chất có sẵn như nhà ở, vườn cây, gia đình anh Đính chỉ phải đầu tư thêm vài cái giường, chỉnh trang lại vườn cây là đã có thể làm du lịch theo hình thức homestay. Du lịch không phải nghề chính của gia đình anh Đính, nhưng thời gian qua, du lịch đã đem lại cho gia đình anh nhiều lợi ích thiết thực. Nó giúp cho cái người nông dân mình ở trong cái lúc nhàn rỗi, qua mùa cũng có được cái công ăn chuyện làm. Nhưng mà thấy là nó cũng không có gì khó, vì gia đình mình nó là có cái diện tích rộng rãi. Rồi mình tổ chức với nhau là làm cái du lịch này, nhưng mà làm cái du lịch này là nhờ có là cộng đồng là nhiều hộ làm, chứ không phải là riêng cá nhân một hộ được. Ví dụ như đoàn khách đông thì năm 20-30 khách có thể nói là mình chẻ nhau chia cho hộ này, hộ kia. Thí dụ như mà hộ tôi mà vào mùa thì mình để lại cho hộ khác. Như vậy mình cộng với nhau mình làm thì thấy nó cũng vui. Vào mùa cao điểm, có tháng doanh thu từ du lịch đem lại cho gia đình anh Đính từ 5 đến 6 triệu đồng. Tính trung bình, mỗi năm nguồn thu từ du lịch đem lại cho gia đình anh cũng dao động từ 30 đến 35 triệu đồng. Ngoài những du khách trong nước đến để tận hưởng không khí trong lành của vùng quê và ngắm nhìn ngôi nhà cổ, hàng năm các hộ nông dân tại Mỹ Hòa Hưng còn đón tiếp một lượng lớn du khách nước ngoài. Thông thường du khách nước ngoài đến sẽ ngủ lại và ăn cơm cùng gia chủ trong vài ngày, tham quan làng nghề, thưởng ngoạn thắng cảnh, thậm chí là xuống đồng bắt tôm, cá cùng nông dân. Chính những hoạt động đời thường đó đang đem lại nhiều lợi ích cả về kinh tế và văn hóa cho những hộ nông dân tham gia dự án này. Một là mình đem lại cái sự văn hóa phương Tây đến cho mình. Hai nữa là mình học hỏi được những cái điều mà mình không thấy được. Có nghĩa là mình muốn đi nước ngoài thì làm gì mình có điều kiện để mình đi. Thành ra họ đem đến cho mình. Đó, cái điều đó là cái điều mà chị thích nhất. Thành ra khi mà họ tới đây chị học hỏi rất nhiều. Tại vì nào là Pháp, Đức, Mỹ, Anh, mỗi thứ đều có cái phong tục riêng của họ. Mà chị nhìn thấy cái nền văn hóa của họ nên chị rất thích. Mô hình du lịch nông nghiệp đã được triển khai tại An Giang hơn 4 năm. Ngay từ đầu, Hội Nông dân tỉnh chọn ra những địa phương có tiềm năng dựa trên các tiêu chí như nhiều di tích, thắng cảnh, nhiều làng nghề, đậm nét văn hóa miền sông nước để hỗ trợ triển khai dự án du lịch nông nghiệp. Riêng xã Mỹ Hòa Hưng, thành phố Long Xuyên đã có 10 hộ nông dân tham gia tích cực vào mô hình này. Dù chưa được đào tạo bài bản và mới tham gia vào ngành công nghiệp không khói, nhưng các hộ nông dân tham gia mô hình này đang gặt hái nhiều thành quả đáng khích lệ. Chỉ riêng ở xã Mỹ Hòa Hưng này thôi, trong 10 hộ mà tham gia cái dự án du lịch nông nghiệp của chúng tôi, thì trong tháng 6 tháng đầu năm 2012 này, thì doanh thu đã trên 500 triệu. Thì với cái tỷ lệ lợi nhuận bình quân là khoảng 20% trên cái doanh thu đó. Thì các bạn biết đó, với một nông dân mà có được cái nguồn doanh thu đó ở vùng nông thôn thì đó là một cái nguồn lợi khá hấp dẫn đối với bà con nông dân. Tại một số nước nông nghiệp trên thế giới, du lịch nông nghiệp đã phát triển từ nhiều năm qua. Hiệu quả đem lại từ mô hình này không nhỏ. Đó cũng chính là lý do Hội Nông dân Hà Lan quyết định tài trợ cho tỉnh An Giang triển khai mô hình này. Theo dự án tài trợ của Hội Nông dân Hà Lan, tổng kinh phí hỗ trợ An Giang phát triển du lịch nông nghiệp giai đoạn 2 là 18,4 tỷ đồng, kéo dài đến giữa năm 2014. Tỉnh An Giang cũng hỗ trợ vốn cho những hộ nông dân tham gia mô hình này theo hình thức vốn đối ứng. Nông dân đầu tư 75%, dự án hỗ trợ không hoàn lại 25%. Mô hình này bước đầu đã đem lại hiệu quả và đang được nhân rộng tại nhiều địa phương khác. Thì chúng tôi đang tổ chức các cái mô hình như thế này để các cái tỉnh hội khác và các nơi khác đến để học tập, để nhân rộng ra các mô hình. Đặc biệt đấy là như hiện nay ở các cái tỉnh ở đây, 13 tỉnh ở vùng đồng bằng sông Cửu Long thì cũng rất nhiều các cái tổ chức hội, các cái cấp hội đến học tập ở các cái mô hình như thế này, để mục đích là tăng cái đời sống, không phải là chỉ thu nhập về kinh tế mà tăng về cả cái tinh thần cho bà con. Hiện tỉnh An Giang cũng có 15 xã, phường với gần 100 hộ nông dân tham gia vào dự án này.
Dù chưa tương xứng với một nền nông nghiệp truyền thống như Việt Nam, nhưng đây cũng là tín hiệu tích cực trong việc đánh thức những tiềm năng còn bị bỏ quên.